lên côn tay cho quét 110 thời điểm sửa xe Khánh. Nó ráp là xong rồi nè. Còn phần đầu đây nè. Rồi. Bao hàng mới 100% nha nè. Nguyên bộ đầy đủ anh em ha. Anh em nào muốn lên côn tay, lên thắng đĩa, làm nồi, làm máy, sơn xe, dọn tiễn qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha. Đây. Bắp cô nhẹ nhàng anh em ha. Nhả côn tắt máy nhẹ, sẽ tơi cho 50. Quay S110 nha anh em. Dọn tất cả lại xe ha. Quay rim, future, suit, Jupiter, Exeter, Cup, Mart, Exeter, SYM, Suzuki đầy đủ nha nè. Anh em tới ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 kế bên không có siêu thị Sài Gòn, vô cái hẻm 462 nha, số nhà 15 ha. Rồi, ở xa muốn mua hàng thì liên hệ Khánh ha, nhận ship hàng Hàn Quốc cho anh em, liên hệ Khánh 038 9910 535. Rồi, chào tất cả anh em.